Đây ạ, ngày hôm nay thì bên em công mới nhập về một chiếc xe này. Có nhiều bác nhìn qua thì đã biết là mẫu này là mẫu xe gì rồi, nhưng mà có nhiều bác thì không phát hiện được con này nó là con gì luôn. Các bác nhá, nếu quay ngang như này, nếu quay từ đằng trước cái này thì nếu bật cả cabo lên, bật cả nắp đằng sau lên thì nhiều bác không biết con xe này là con xe gì luôn. Em khẳng định với các bác, khẳng định luôn. Đây là một mẫu xe đến từ nước Đức nha quý chị nhá. Và chiếc xe này là một chiếc xe xuất trong khối châu Âu. Trong khối châu Âu. Và đây xin giới thiệu với toàn thể quý cô bác quý chị, đây là một chiếc Volkswagen phiên bản Bentley sản xuất năm 2007, phiên bản số tự động 2.5. Và chiếc xe này là đến từ nhà xuất Volkswagen của Đức. Và phiên bản này là phiên bản xuất khẩu cho Mexico nha quý chị nhá, khối châu Âu. Đấy. Màu vàng rất đẹp luôn. Có nhiều bác thì hôm trước thì xe vừa về em cũng live stream rồi. Nhiều bác thì bảo là con xe này nhìn trông giống nó như con bọ đúng không ạ? Nhìn nó giống như con bọ. Nhưng mà quả tình thì con xe này là một mẫu xe rất là ưa chuộng tại các nước châu Âu nha quý chị nhá. Rất được ưa chuộng tại các nước châu Âu luôn. Đấy, con này thì biển số Hà Nội, động cơ 2.5. Và chiếc này là một phiên bản số tự động nhá. Cái dòng xe này đi thì rất là bốc luôn, 5 máy nha quý chị nhá. Và nó là một dòng xe 2 cửa, có trang bị 4 cảm biến lùi đầy đủ luôn các anh nhá, 4 cảm biến lùi luôn. Lát chúng ta sẽ đi vào nội thất của chiếc xe này để chúng ta sẽ kiểm tra cũng như là khoang động cơ của xe. Quý cô bác, quý anh chị em nhà mình nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi cũng như là nhận những video tiếp theo giống như những video này thì các bác hãy vào bấm theo dõi kênh, bật theo dõi kênh lên để không bỏ lỡ những video mới nhất của em Công các nhé. Số điện thoại cũng như là số Zalo em Công đã ghim trên tiêu đề của bài rồi, 0984883950 ạ. Đây ạ, cho các bác cùng xem về khoang nội thất của em nó này. Đấy. Nội thất cũng như là khoang động cơ, chúng ta xem được khoang động cơ trước các nhé. Đây, khoang động cơ của em nó này. Xe mới về luôn. Đấy, dọn rửa này các bác nhìn này, từ tất cả các chi tiết luôn. Đấy. Và con này là 5 máy nha các bác nhá. 5 máy. Đấy, nội thất thì rất là gọn rồi. Con này thì nội thất tương đối gọn các bác nhá. Đấy. Máy số là máy số zin các bác nhá. Đây ốc cabo này. Đấy, đây ạ, tất cả các lỗ tròn xe luôn. Và con này thì cabo của nó rất là gọn luôn các bác nhá. Đấy, chéo vào như này. Chéo vào như này nha các bác nhá. Cabo rất là gọn luôn. Đèn pha đó là đèn bi cầu rồi. Và cái đèn bi cầu này nó không phải đèn bi thường mà nó là dòng bi cầu LED các bác nhá, bi cầu LED. Nó có ánh sáng trắng rất đẹp luôn. Đấy. Ánh sáng trắng đây xi nhan rồi đèn gầm đầy đủ đây cho các bác luôn này. Đấy. 2.5, con này chạy khỏe kinh khủng khiếp luôn con này thì vừa nãy em cũng chạy thử rồi. Phải nói là thừa công nhận con này nó chạy khỏe thật. Đây ạ. Đóng xuống đây cho các bác cùng xem đây. Em nó đây nhá. Em nó đây. Đấy. Đầu xe khi đóng xuống thì nó sẽ như thế này đây các bác nhá. Đấy, con này thì như con bọ cánh cam luôn. Nhìn rất là hay. Nhìn rất là hay luôn, nhìn đi con này rất là ngộ nghĩnh luôn nhá. Con này mà đi chở bồ đi thì được auto đổ luôn. ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh các bác nhá. Đây ạ. Đấy. Phần bên trong của xe này thì con này thiết kế bên trong của xe cũng khá là đơn giản luôn. Phần này thì nó có cái nút khóa cửa từ bên trong, mở cửa bên trong. Nút này là lên xuống kính này. Phần này thì bọc da hết rồi. Phần này có túi lưới đựng đồ. Đấy, phần này thì đây ạ. Mở cốp nha quý chị nhá. Đấy, mở cốp. Và chiếc này thì trang bị 4 túi khí đây ạ. Túi khí này. Đấy. Rồi túi khí trên vô lăng này. Các bác nhá. Túi khí bên phụ và túi khí cả ghế tựa bên phụ. Đây ạ. Cái phần mặt táp lô của em nó thì rất là rộng. Con này thì mặt táp lô cực kỳ rộng luôn. Cực kỳ rộng luôn. Vô lăng của em nó là vô lăng 3 chấu hết các nhá. Mà nhìn này, nó không bị bóng mờ. Không bị bóng mờ nhá. Ghế vẫn là ghế da zin. Ghế da zin xịn luôn. Và chúng ta chỉ cần kéo cái này thôi ạ. Kéo cái này. Đấy, đây ạ. Là chúng ta có thể đi vào bên trong này. Coi nhé đây. Đi vào bên trong này. Để chúng ta có thể là cái người ngồi sau này. Vẫn là 5 chỗ ngồi nha coi nhé. Vẫn là 5 chỗ. Và nó là dòng 2 cửa thôi coi nhé. Nó là dòng 2 cửa. Đây ạ. Đấy. Các bác nhé. Ghế da zin xịn. Đây ạ. Số tự động. Dưới này thì nó có hệ thống cắm điện 12V này. Hệ thống chống trượt EPS, hệ thống bám đường đấy ạ. Coi nhá. Đấy, đây. Rồi kệ tì tay này. Đấy, đầy đủ luôn. Dưới đây thì có cả cổng điện sạc 12V đây nữa này. Đây là một cái khay để nước coi nhá. Đấy, đây là một cái khay để nước nhưng mà bác chủ để cái ô đây. Đấy, khay để nước ở đây. Rồi, nói chung là xe thì zin hết cả xe luôn. Cũng không quá có nhiều thứ để chúng ta cần phải đánh giá em nó. Và các bác nhá, đây sẽ đóng hết cửa lại. Xong lát chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe. Khi nó đóng hết cửa xem nó như thế nào các bác nhá. Đây ạ, zin đét luôn, đèn hậu phía sau các bác nhìn này, trong sáng đều đẹp, bên đây cũng vậy này, trong sáng đều đẹp cực kỳ chất luôn đấy ạ. Đấy, đây,
Đấy. Cái dòng này thì nó có những cái khóa bản lề này nó giống như của BMW. Đấy, hoặc là như Mercedes các bác nhá, nhìn nó rất là giống luôn đây các bác nhìn này. Đấy, vuông đét luôn, phẳng lừ luôn đây các bác nhá. Di đẹp luôn. À, cốp đựng đồ. Cái cốp này thì cũng tương đối rộng đấy, nhìn bé bé con vậy nhưng mà cốp thì tương đối rộng. Cốp tương đối rộng cho các bác nhá. Đấy, đây. Sơ cua. Đấy. Lòng cốp này các bác nhìn này. Cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn đây ạ. Kích lốp trong mở lốp, lốp sơ cua đầy đủ nha quý các anh chị nhá. Đầy đủ luôn. Con này là con Bentley 2007 số tự động các bác nhá, động cơ 2.5. Và chiếc này thì khá đẹp luôn, đây bên đây cũng vậy này các bác nhìn này. Đấy. Khá đẹp luôn, cánh cửa của nó rất là rộng, hai cửa nhưng mà cánh cửa của nó cực kỳ rộng luôn nha quý các anh chị nhá. Cực kỳ rộng luôn. Và cả bên phụ cả bên lái thì các bác chỉ cần nhấc nó lên như thế này thôi ạ. Là các bác mở được vào đi vào nhá, cả hai bên luôn. Rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng luôn đấy ạ. Đấy, các bác nhá, cực kỳ dễ dàng luôn. Đây ạ, em sẽ đi vòng quanh xe. Con này thì có cả trang bị cửa sổ trời rồi các nhá. Cả cửa sổ trời đầy đủ luôn rồi. Đây. Đấy. 405 triệu đồng thôi các bác nhá. Cho con Volkswagen Bentley 2007. Và chiếc xe này là một chiếc xe xuất trong khối châu Âu nha quý chị nhá. Volkswagen của Đức nhưng mà lại xuất sang Mexico. Đây ạ. Đây. 405 triệu đồng thôi các bác nhá. Quý các bác chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Bentley như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Công qua số hotline của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và là lịch hẹn xem xe, chạy thử xe quý chị nhá. Đấy. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác hãy vào đăng ký kênh. Bác nào chưa like xe thì like xe cho em Công. Bác nào mà cần tư vấn hỗ trợ thì điện thoại cho em Công qua số điện thoại ghi trên tiêu đề của bài. Cảm ơn tất cả quý các anh chị. Hẹn gặp lại quý các anh chị vào lúc 11:30 buổi trưa tất cả ngày trong tuần. Em lại lên livestream báo giá cập nhật những đầu xe mới về ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.